rồi. Ok, câu hỏi. Tháng nào trong năm có ngày 28? Một. Tháng nào trong năm có ngày 28? Hai. Câu trả lời. Tất cả mọi người đã trả lời đúng, mời anh về sân khấu. Ở giữa Thái Bình Dương là anh. Ok. Có vẻ anh rất là biết cuộc chơi ngày hôm nay, nhưng em xin mời người kế bên. Rồi. Em là không liên quan gì hết. Nhưng mà nó cũng hay. Ok, câu hỏi của chị có nội dung như sau. Nhưng trước tiên chị chọn câu hỏi khó hay câu hỏi dễ? Tất nhiên là mình sẽ chọn câu hỏi dễ. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu câu hỏi cho chị. Người da trắng đi tắm biển thì đen, còn người da đen đi tắm biển thì như thế nào? Người da trắng đi tắm biển thì đen, người da đen đi tắm biển hay không thì vẫn đen. Câu trả lời cũng được đáp án của chương trình là người da đen đi tắm biển thì da ướt. Người phụ, chị có chồng chưa? Chưa đúng không? Xin báo cáo là chị vẫn chưa chồng. Ok, câu hỏi của chị có nội dung như sau. Cái gì như trái chuối cầm một lúc thì nó chảy ra? 1, 2, 3. Cái gì dài như trái chuối cầm một lúc thì nó chảy ra? Là sô-cô-la hình trái chuối. Xin chúc mừng chị, chị ở lại và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp theo là câu hỏi. Ủa, tiếp theo, rồi anh cầm micro cho em xin hỏi một câu là như thế này. Mời anh tiến về phía trước để nghe câu hỏi từ ban tổ chức. Trong tất cả các loài răng thì răng nào là có 6 cùng? 1, 2, 3, 4, 5, hết giờ, anh có đáp án không? Ok, chúc mừng anh. Trong tất cả các loài răng thì răng giả là có sâu cùng. Răng gì, răng gì? Răng giả. Răng giả là có sâu cùng thì... Em sai rồi. Chúc mừng anh. Sai về đi, anh về đi. Ok. Bây giờ sẽ tiếp đến một cái gì? Hai con ăn sau lưng anh. Hai, hai. Ok, về bạn chỉ người con gái sẽ là của bạn. Ok rồi. Là hai cô cũng đi chào cái đi. Con hết nha. Con hết hào bị bà tổ chức kêu rồi. Đầu lâu quá. Bà đã bị lâu quá. Buồn hết trời. Buồn hết trăm. Buồn nhiều quá trăm. Hỏi gì đây em? Ai bị quá. Chọn câu hỏi. Của tao. Thôi thôi, mày có biết gì về thể thao hay không? Có biết thể thao hay không? Mình hỏi, mình đổi câu hỏi. Ok, câu hỏi này là vấn đề về khoa học. Loại nước giải khác nào chứa sắt và canxi? 1. Cà phê. Đến sáng. Yeah, cà phê. Yeah. Đâu, là cà phê vì cà phê là NCA và NCA là canxi và NCA. Xin mời một anh đã có gia đình. Em xin hỏi việc
Ok. Cái gì của chồng mà vợ thích cầm? Hey, một tiếng 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 không nhắc bài, không nhắc bài, làm cảnh cáo cho bạn Trường nhé. Ok, bây giờ đổi câu hỏi. Ủa đúng rồi hả? Một gia đình có ba là người da trắng, mẹ là người da đen, thì để con ra răng màu gì? 1, 2, 3, 4, 5, hết. Không có màu. Không có màu. Màu gì? Màu. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta ăn, chúng ta ăn. Đáp án của chương trình là con để ra chưa có răng nên chưa có màu. Nhưng anh đã bị nhắc bài hiện tại. Xin mời người phụ nữ đầu tiên bước ra đây trả lời câu hỏi. Phụ nữ à? Bạn đã sẵn sàng chưa? Mình vẫn còn đang sợ lắm. Bạn hỏi cái gì thì bạn hỏi đại đi. Đừng lo âu vì câu hỏi của bạn rất dễ và nó liên quan tới vấn đề động vật. Câu hỏi của nội dung như sau. Con nào hay bị bệnh mất ngủ chi miên? 1, 2, 3, 4, 5. Bắt giờ lại có câu trả lời. Xin lỗi mà bạn về chỗ câu trả lời của chương trình là con mập không, con mập hay bị mất ngủ triền miên là con gấu trúc. Bởi vì nó mắc thập quần. Nó còn hình thức còn hình thức còn thôi. Xin mời người chưa có câu hỏi bước lên phía trước. Ok. Câu hỏi dành cho em là giờ mình có 4 cái nhà. Một cái nhà màu đỏ ở hướng Bắc, một cái nhà màu cam ở hướng Nam, một cái nhà màu đông, màu tím ở hướng Tây, và cái nhà màu trắng ở đâu? 1, 2, 3, 4. Cái nhà màu trắng nó ở nhà tôi. Cảm ơn. Cái nhà của em thật lắm. Câu trả lời là nhà trắng nó nằm ở Mỹ. Hiện tại có ai chứng tôi câu trả lời đúng là ok. Anh giống như ok rồi đó. Anh nói được hiện tại bây giờ nó cũng đã mất cái ấy. Nhưng bây giờ mình sẽ cho câu hỏi về bóng đá đi. Ok. Bạn có biết Ronaldo hay không?
Vậy khi nào Ronaldo muốn ghi bàn thì việc Ronaldo xuất vào đâu? 1, 2, 3, 4. Xuất vào bóng, xuất vào bóng, chính xác, mời bạn ở lại. Rồi, bây giờ chúng ta có 4 nhân vật và... Bạn chưa có câu trả lời. Mày chưa có câu trả lời. Mày chưa có câu trả lời. Chưa nhưng mà chắc em sợ em gửi luôn. Rồi, câu trả lời của bạn, câu hỏi về như sau. Có hai con khỉ, một con khỉ trắng và một con khỉ đen đi trên cầu, bỗng một con rớt xuống nước. Hỏi con khỉ còn lại. Ở trên cầu. Con khỉ còn lại bị gì? Ở trên cầu. Mình bị sai, xin lỗi, mình đố câu hỏi khác. Mình đã lại. Không, vẫn là nội dung câu hỏi đó, nhưng bây giờ có một chút thay đổi. Có hai con khỉ, một con khỉ trắng và một con khỉ đen. Một hai con khỉ đi lên cầu rớt xuống dưới, con còn lại một con ở dưới, một con còn lại là con khỉ gì? Con khỉ cô. Rồi bây giờ bốn người xuất sắc đó, chúng ta sẽ trả qua những câu hỏi khó hơn để có thể giành được thưởng là một tấm vé, một cặp vé xem phim. Xin mời mọi người. Rồi bây giờ câu hỏi đặt ra cho bạn ngồi cầm mic, xin mời bạn đứng lên. Tại sao bạn lại giống mình như vậy? Bạn chưa chán. Trời ơi. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau. Trước khi đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới, thì đỉnh núi cao nhất thế giới là tên gì? 1, 2, 3, 4, 5, hết. Đỉnh núi cao nhất thế giới. Xin mời bạn, bạn không có câu trả lời, xin mời bạn lựa chọn đáp án của chương trình là trước khi đỉnh Everest cao nhất thế giới thì đỉnh cao nhất thế giới vẫn là đỉnh Everest. Không không để giành được, không không để giành được. Xin mời bạn cầm mic bước lên phía trước. Xin mời câu hỏi em chị. Giả sử công ty bạn bị trộm có 4 tên cướp. Người thứ 2 mang đũa, người thứ 3 mang dao, người thứ 4 mang súng. Còn người còn lại cầm gì? 1, 2, 3, 4, 5. Hết giờ, xin mời bạn về chỗ. Đáp án của chương trình là người đầu tiên sẽ cầm đầu. Bây giờ chỉ còn lại hai người. Mình thì có hai phần quà. Nếu mà lỗi nữa thì biết. Nhưng không sao, mình quen có thể thuộc về MC. Không có liên quan. Ok, câu hỏi của chị có nội dung như sau. Hãy sửa câu này sao cho đúng. Dưới ánh nắng sương lộng lanh, chiều cánh hồng khoe sắc thắm. Có gì sai ở đây? 1, 2, 3, 4. Tại vì dưới ánh nắng thì không có thấy được sương. Hay quá. Nhưng mà đáp án của ban tổ chức, câu này có lỗi sai. Câu đúng phải là dưới ánh nắng sương lộng lanh, chiều cánh hồng khoe sắc khoé. Ok, bây giờ là câu hỏi cuối cùng dành cho anh. Nếu anh trả lời đúng, anh sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức. Anh đồng ý không? Durex. Anh có vẻ thích Durex, nhưng mà em thích ok. Ok.
nội dung rất đơn giản. Thời ngày xưa vua gọi hoàng hậu bằng cái gì? Em. Một. Sao rồi, thôi. Thôi xong rồi anh và nhỏ câu trả lời của anh xin đúng với ban tổ chức. Đáp án là vua gọi hoàng hậu bằng miệng. Vậy là cuộc thi không có ai giành chiến thắng. Tôi tuyên bố người dẫn chương trình để chiến thắng và sẽ nhận được một phần quà là một vé xem phim. Dở thôi nha. Cuộc thi này thì nhằm mục đích